chúng ta đã xong cho dọc, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế chân ngang. Và như là đây là chân ngang, chúng ta sẽ lấy sang trái sang phải tùy theo thời gian yêu cầu, thường là 10 mét. Tiếp tục chúng ta khai bản mẫu chân ngang, tên đưa về cọc số hoàn thiện, đồng ý, ok. Chúng ta sẽ đến thiết kế chân ngang, thiết kế chân ngang đã chọn mặt cắt do là lề gia cố là 1 mét và lề đất là 0,5 nên chúng ta sẽ rộng lề tổng sẽ là 1,5, cao lề, phân lề, y lề đất và lấy là 0,6% mặt. Chúng ta thường thiết kế mặt đường là 3,5 mét đối với đường cấp 4 và đường cấp 3 và y mặt 2%. Khai báo tàu vi, các bạn có thể làm theo khai báo của tôi, các bạn hãy nhìn kỹ tất cả như này, các bạn đều nên làm như vậy. Rồi, xong rồi ok, nhận. Vâng, đây, ra được khoảng lưu như này. Chúng ta sẽ điền thiết kế chân ngang, điền thiết kế chân ngang đã ok, là được như vậy. Nhưng do Nova là nhận cao độ, do Nova thiết kế các chân ngang này do lỗi vì lề đất của chúng ta lề gia cố 1 mét sẽ phải trùng với độ dốc của mặt đường, như đây lại tổng hợp mà chúng luôn với 6%, nên chúng ta phải lại định nghĩa thiết kế lại chân ngang. Chúng ta sẽ dùng lệnh đa tuyến dốc DTD, chúng ta chỉ vào điểm đầu mép đường này, chúng ta sẽ đánh các con số là 802, đánh hai con số đầu tiên chúng ta sẽ đánh do máy hiện ra 802,1 đã cách. Tiếp tục chúng ta sẽ đánh là -3,5, nó là khoảng cách từ tim đường đến mép đường đã là 3,5 mét. Các cái mũi tên từ trái sang phải chúng ta sẽ từ phải sang trái chúng ta sẽ lấy là dấu dương, và từ trái qua phải chúng ta sẽ lấy là dấu âm. Bây giờ chúng ta đánh là 1 mét này lề đất, 1 mét này ra cố, 1 mét là bên trái là dương, và chúng ta lấy là dương, và mũi tên cũng hướng sang bên trái chúng ta sẽ lấy là dương là 2%, độ dốc cùng độ dốc mặt đường 2%, lề đất là 0,5, và độ dốc lề đất là 6%, là được. Đó, định nghĩa là như vậy. Tiếp tục chúng ta sẽ định nghĩa thiết kế chân ngang, chúng ta sẽ định nghĩa thiết kế chân ngang. Đúng rồi, đây chúng ta sẽ chọn đây là lề trái, chúng ta sẽ chọn lề trái, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế rãnh, đây là rãnh ta lui, thiết kế ta lui 1.1,5, 1-1,5. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đánh lệnh TL, bấm vào đầu này, chúng ta sẽ đánh là 1.66,67, và cách hai là rồi chúng ta đã thiết kế xong tăng đi 1.1,5. Tiếp theo chúng ta sẽ lại chỉnh sửa cái này, đà tuyến dốc. Các bạn bấm vào đầu này, bấm tiếp 802,1 cách 3,5, chúng ta sẽ đánh giống hệt con số máy dư ra 2 số đồng. Tiếp theo do bên này là bên phải chúng ta sẽ lấy là -1. Tiếp theo dấu mũi tên chỉ sang bên phải chúng ta cũng lại lấy là -2%, lề đất 0,5, -0,5, và -6,
tục chúng ta lại định nghĩa thiết kế chân ngang. Thiết kế chân ngang nó bấm đây và chọn bên phải. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế rãnh 1, ta lui 1, chia 1. Chúng ta sẽ ghi là TL đúng cái đầu này, ta sẽ đánh 0.4 100 cách 0.4 cách 0 cách 0.4 cách trừ 100 là 42 là mất điểm. Bây giờ chúng ta sẽ điền thiết kế chân ngang lại, điền thiết kế chân ngang, các bạn chọn chân ngang, bấm ra. Rồi chúng ta đã thiết kế hoàn thiện xong chân ngang. Đây là chân ngang nửa đào lắp ra. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế ba cái chân ngang, hai cái thôi vì là chân ngang tăng lui 1.1 có trong cái này rồi, và 1-1 đều có hết rồi, một cái nào đều có hết rồi. Tôi sẽ thiết kế hướng dẫn, còn các chân ngang nửa đào nửa đắp hoặc là đào đắp các bạn sẽ tự thiết kế sửa chữa lại. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong thiết kế trong đường tròn cong lòng. Chúng ta vẫn cứ sửa tao y bình thường, sửa lại chân ngang như kiểu là tiến dốc. Các bạn sẽ bấm là hai con số đầu, tiếp tục trừ 3.75 tiếp tục. Do bây giờ lề đất sẽ bằng lề gia cố sẽ bằng 1 trừ đi vê kép, chúng ta sẽ đánh là 1 trừ vê kép bằng 0.75 và độ dốc của lề đất đây là 2%, cách và tiếp tục lề đất sẽ là 0.5. chúng ta chỉ có khác là khác ở cái nề gia cố là bằng không phải bằng 1 mà nó sẽ là bằng 1 trừ vê kép. Tiếp tục số 6, chúng ta lại định nghĩa lại thiết kế chân ngang, thiết kế chân ngang chúng ta sẽ lại chọn đề trái. Ok, về ta ghi có gì 1 trừ 1.5, ta ghi tên là đây 1 cách 66.67 cách rồi xong. Tiếp theo bên này mũi tên từ trái sang phải, từ phải sang trái dương, đây sẽ đánh ta điểm dấu chỉ là điểm đầu 801.211 cách 3.75 cách mũi tên chỉ cho bên phải là âm, nó sẽ nên là 1 trừ đi 0.25 trừ đi vk bằng 0.75 trừ 0.75. Nhưng do độ dốc đi từ phải qua trái chúng ta sẽ nên là dương, nó sẽ là 0.5 theo độ dốc mặt đường. Đấy. Tiếp theo là nền đất 0.5 trừ 0.5 cách trừ 6%, nền đất bao giờ là 6%. Các bạn định nghĩa nào, chọn đây chọn nề phải. Ok, chúng ta lại sửa lại ta lui đây là đúng đây 1 cách 66.67 cách vâng cho đây là chúng ta đi về hai bên là 10m nên có nghĩa là cái đường này đâm xuyên qua này chúng ta lấy sang 15m thì có khi là chuẩn hơn, hoặc là độ dốc quá cao ra thiết kế đường chắn các bạn phải đọc tiêu chuẩn để mình hướng dẫn cách sửa tăng lui thôi. Và tiếp tục là định nghĩa là điền thiết kế chân ngang cho chân ngang. Ok, như vậy chúng ta đã thiết kế sửa chữa xong chân ngang. Như vậy là tôi đã thiết sửa giúp các bạn, hướng dẫn các bạn sửa chân ngang tao ly mái đào tao ly 1.1.5 và 1.1.1.
trên 200 ngang và thiết kế trong khung tròn. Hy vọng sẽ giúp các bạn qua được cái đồ án khó nhất đại học xây dựng này. Xin chào các bạn, chúc các bạn học tốt.